Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết Bắc Bộ đã có sự thay đổi hoàn toàn, chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối mùa hay dân gian vẫn còn gọi là rét nàng bân. Nên từ đêm qua đến trưa nay, Bắc Bộ đã có mưa rào và dông nhiều nơi cùng nền nhiệt giảm xuống thấy rõ. Nếu như sáng nay mức nhiệt lúc 7 giờ sáng tại nhiều nơi ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội chỉ còn từ 25 cho đến 26 độ thì đến 10 giờ sáng tiếp tục giảm còn 21 đến 22 độ. Tức là giảm đi từ 3 đến 4 độ so với lúc 7 giờ và giảm khoảng 7 đến 8 độ so với ngày hôm qua. Rét nàng bân đang mang đến cảm giác mát lạnh khá dễ chịu. Dự báo trong chiều tối nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và nhiều mây. Mức nhiệt cũng sẽ giảm thêm, khu vực Trung Du và Đồng Bằng phổ biến dưới 23 độ, khu vực vùng núi chỉ từ 19 cho đến 21 độ, vùng núi cao dưới 17 độ, trời rét. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, mưa rả rích, nền nhiệt cao nhất trưa nay chỉ khoảng 23 đến 24 độ, nhưng càng về chiều và tối, nhiệt độ sẽ càng giảm thêm, trời chuyển lạnh rõ. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay phải đến chiều tối mới chịu tác động của không khí lạnh, nên từ sáng đến trưa trời vẫn có nắng, mức nhiệt cao nhất trưa nay vào khoảng 31 đến 32 độ. Sau đó từ 15 đến 16 giờ chiều trở đi, khả năng mây dông sẽ gây mưa rào và dông. Đề phòng trong mưa dông, có sấm sét và gió mạnh cùng nền nhiệt giảm, trời chuyển lạnh. Ở phía Nam hôm nay, nhiều điểm ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện nắng nóng, với mức nhiệt cao từ 35 cho đến 36 độ. Thậm chí Nam Bộ còn có những điểm nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất lên tới 35 cho đến 37 độ. Độ ẩm thấp nhất chỉ từ 40 cho đến 65%, nên trời vừa khô vừa nóng. Tuy nhiên, quý vị lưu ý, về chiều tối mưa dông vẫn xuất hiện rải rác. Mưa xuống sau một ngày nắng mạnh cần đề phòng với dông sét và gió giật nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là một trong những nơi có nền nhiệt cao nhất trên khu vực. Mức nhiệt trưa nay có thể lên tới 36 đến 37 độ, cùng chỉ số UV ở mức rất cao là 10. Về chiều tối, khả năng có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại.